Khai thác và sử dụng Capture. Trước đây trong phần căn bản thì các anh chị chưa có nắm sâu về cái phần Capture, mà khi chúng ta cần Capture một cách tự động hay là một cách batch Capture, tức là chúng ta lập một cái list Capture và đánh dấu những cái phần Capture nào đó trong cái lĩnh vực làm phim của chúng ta, thì trong lĩnh vực này, trong lĩnh vực truyền hình thì nó rất cần cho cái công việc này. Hoặc là khi các anh chị làm những cái thước phim tài liệu, chúng ta cần capture rất nhiều phim. Và cái khoảng không gian ổ cứng của chúng ta nó có giới hạn. Do đó bắt buộc chúng ta phải sử dụng làm sao cái tài nguyên capture của chúng ta này nó được hợp lý. Đây là cái giao diện capture và chúng ta chọn đường tín hiệu là DV. Thì cái vấn đề mà batch capture này nó chỉ có giá trị cho DV hoặc là đường analog mà tín hiệu nó vào là RS422. Ngoài ra những đường analog vào cái tín hiệu YC hoặc là composite không sử dụng được chức năng này. Để chúng ta capture một cách tự động và thao tác một cách tự động thì đầu tiên trên màn hình của chúng ta, trên màn hình chúng ta là cái đoạn phim mà chúng ta sẽ capture, và chúng ta có những cách chúng ta làm như sau. Một là chúng ta đánh dấu điểm đầu và chúng ta trả băng tới đoạn cuối nào mà chúng ta cần capture. Chúng ta đánh dấu thì các anh chị thấy cái duration nó nằm chính giữa thì nó sẽ hiện lên cái thời lượng mà chúng ta sẽ capture, đó là 27 giây, và chúng ta nhấn vào capture thì tự động suột băng nó sẽ trả về. Nó sẽ trả về rewind thì nó trả về đúng cái time code mà chúng ta cần capture, và nó tự động nó capture cái dữ liệu của chúng ta. Khi mà nó đầy ở vị trí này thì nó sẽ ngừng, nó tự động nó ngừng. Đó là cách thứ nhất. Trong quá trình chúng ta capture mà chúng ta muốn ngắt giữa chừng thì chúng ta click chuột vào cái dấu X kế bên đây và chúng ta ngắt ngay tức khắc. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai nữa, chúng ta sẽ làm một cái lock clip capture. Mà cái lock clip capture là như thế nào? Thì giả sử các anh chị trong quá trình dựng phim, các anh chị chọn rất nhiều. Chọn rất nhiều, chúng ta kéo cái sụp phim trước và chúng ta đánh dấu lock clip. Đó là nó sẽ lấy cái phim đầu. Đầu tiên là chúng ta play. Play cái sụp phim. Đây là điểm đầu tôi sẽ lấy thì tôi sẽ đánh dấu lock clip. Và tôi sẽ scan tới điểm thứ hai, tôi sẽ lấy, tôi đánh dấu lock clip thứ hai. Thì các anh chị thấy trên cái screen của chúng ta nó sẽ xuất hiện một cái email. Đây cái email. Để cho các anh chị dễ dàng nhìn thấy, tôi sẽ chuyển cái phần capture phim này nó vào thư mục phim đàng hoàng. Tôi nói lại, đây chúng ta đầu tiên chúng ta tạo một cái lock clip. Và cái điểm thứ hai là chúng ta sẽ đánh dấu cái điểm thứ hai, lock clip thứ hai. Thì các anh chị thấy trên cái monitor chúng ta nó có một cái bán ảnh, nhưng mà nó hiện dấu chấm than, tức là nó đã ghi nhận những cái thông tin về cái capture này và nó sẽ capture vào khi chúng ta hoàn tất cái vấn đề batch digital này. Và tương tự tôi sẽ lấy cái điểm thứ hai, tôi đánh dấu lần thứ nhất và lần thứ hai, thì các anh chị sẽ thấy nó cũng có một cái bán ảnh và chúng ta sẽ thoát ra khỏi giao diện capture. Và chúng ta chọn hết hai cái clip này, chúng ta click chuột phải, chúng ta vào batch digital thì nó sẽ hiện lên một cái list cho các anh chị capture, và chúng ta chỉ có việc là nhấn capture và nó sẽ tương tự nó trả băng về đúng cái time code mà chúng ta đã đánh dấu lúc đầu, và nó tương tự capture theo cái bảng mà chúng ta đã đánh dấu lock clip. Đó nó gọi là batch capture. Và tương tự như cái phần đánh dấu mặt in mặt out, chúng ta có quyền ngắt giữa chừng bằng cái dấu X này để nó capture. Đó là các anh chị đã hoàn tất cái thao tác mà batch capture. Sau khi chúng ta capture vào rồi thì các anh chị thấy thì chúng ta sẽ không còn cái dấu chấm than nó hiện trên ở cái bán ảnh nữa. Thì ở đây chúng ta chưa capture thì sẽ còn dấu chấm than, và cái clip mà chúng ta đã capture rồi nó sẽ không còn dấu chấm than. Đó là chúng ta sử dụng cái chức năng batch capture. Thì chức năng này rất cần thiết cho trong lĩnh vực truyền hình khi làm những cái phim thời sự và phim tài liệu, hoặc là các anh chị chúng ta làm một cái phim mà chúng ta cần chọn lựa hình ảnh để hạn chế bớt không gian mà ổ cứng để chúng ta khi ghép chơi vào.